Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phát triển bền vững chuyên đề lao động và xã hội do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng luôn dành sự quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với đất nước, với các thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các hình thức tri ân ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần thiết thực để những người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong chuyên đề lao động và xã hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, chúng ta cùng tìm hiểu về công tác chăm lo cho người có công với đất nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua huyện Mường Khương đã thực hiện tốt chính sách cho người có công, đặc biệt là chính sách hỗ trợ làm nhà ở, một trong những nội dung có nhiều khó khăn trong công tác triển khai. Nhà thơ Pờ Sảo Mìn ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương là con trai của liệt sĩ thời chúng Pháp Pờ Hai Vạn. Do điều kiện thu nhập không mấy dư giả nên nhiều năm qua, việc thờ cúng cụ Pờ Hai Vạn cũng như mọi sinh hoạt, sáng tác của ông và gia đình diễn ra trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Vậy nhưng từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của huyện, cộng với 130 triệu đồng từ nguồn tiền tiết kiệm của gia đình và sự hỗ trợ của anh em họ hàng, năm 2021, ông đã xây dựng được căn nhà khang trang. Cái ngôi nhà cũ của chúng tôi thì cũng đã làm từ những thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Lúc bây giờ xây dựng thì nó chưa có xi măng, không có sắt thép, cho nên là ở nó sập sệ là một, thứ hai nữa là nó không được an tâm. Thì lúc nắng, lúc mưa, lúc gió bão, lúc lũ lụt. Nhưng mà vừa rồi nhà nước hỗ trợ một khoản kinh phí giúp được cho vợ chồng chúng tôi, tức là làm được ngôi nhà cấp 4, nó khang trang hơn, nó đẹp đẽ hơn và cuộc sống của vợ chồng chúng tôi nó an tâm hơn. Cũng tại thị trấn Mường Khương, trong những ngày này, cụ Đỗ Văn Mậu, 90 tuổi, bố đẻ liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên, rất vui mừng phấn khởi bởi ngôi nhà nghĩa tình khang trang của cụ đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Nhà nước quan tâm thì hỗ trợ tôi được 50 triệu. Để thêm vào xây dựng cái nhà này. Tôi cũng xin cảm ơn các đảng nhà nước có sự quan tâm như thế để động viên, để tinh thần, để cho chúng tôi phấn đấu làm tròn cái nghĩa vụ của người công dân đối với xã hội. Còn đây là căn nhà 2 tầng mới xây của gia đình ông Vàng Sử Lèng ở thôn Lùng Phìn A, xã Nậm Chảy. Là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học khi tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trước khi có căn nhà xây kiên cố này, gia đình ông Lèng ở trong căn nhà gỗ đơn sơ. Từ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh với số tiền 50 triệu đồng, cộng với số tiền anh em họ hàng cho mượn, gia đình ông đã đầu tư xây dựng căn nhà khang trang. Sự hỗ trợ của nhà nước thì thúc giục, chúng tôi bắt buộc phải làm để có một ngôi nhà ở, cũng vay mượn anh em thêm. Từ cái hồi có làm xong cái nhà rồi thì tư tưởng nó thoáng, yên tâm, rất là yên tâm, sản xuất. Từ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và sự hỗ trợ của cộng đồng, năm 2021, 12 hộ gia đình có công trên địa bàn huyện Mường Khương khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ kịp thời để sửa chữa và làm mới nhà ở. Trong đó, từ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ làm mới 4 hộ và sửa chữa 4 hộ, 4 hộ được hỗ trợ làm mới từ nguồn kinh phí của tỉnh. Xuất phát từ những vấn đề thực tế, thì huyện đã chỉ đạo các xã rà soát các gia đình hộ người có công mà còn khó khăn về nhà ở, và huy động các cái nguồn vốn rồi từ nguồn của tỉnh, nguồn của huyện và nguồn xã hội hóa để giúp đỡ các cái hộ người có công có khó khăn về nhà ở.
Huyện Mường Khương đang chỉ đạo các địa phương tích cực rà soát các hộ gia đình có công, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, có nhu cầu sửa chữa làm mới. Qua thống kê, còn khoảng trên 20 hộ người có công có nhu cầu làm nhà, sửa chữa nhà trong vài năm tới. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, Mường Khương đang đẩy mạnh xã hội hóa, rất mong được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, thành phố Lào Cai luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công. Từ sự quan tâm của nhà nước đã kịp thời động viên thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công vượt lên khó khăn. Hiện trên địa bàn thành phố có 10 thương binh nặng, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đều có cuộc sống tốt. Căn nhà 3 tầng khang trang nằm trên địa bàn phường Xuân Tăng là nơi sinh sống của gia đình ông Phạm Trọng Tuế, thương binh hạng 1/4. Không chỉ có cuộc sống rất tốt, ông Tuế còn có một gia đình đầm ấm với 3 người con đều thành đạt. Để có được cuộc sống như hôm nay là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của bản thân ông, của gia đình và sự quan tâm của nhà nước. Bản thân tôi thì bị vết thương sọ não, tức là vết thương tâm thần. Thì cứ mỗi một khi thay đổi thời tiết thì cái vết thương nó đau và nó lên cơn tâm thần. Đấy, có cơn kích phát thì cũng tự bản thân thì cũng không có ý thức rồi được bản thân mình đâu. Làm gì nói gì lúc bấy giờ không có ý thức. Rất may là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là có cái chính sách là có người phục vụ. Đấy, giúp đỡ cho người phục vụ đó lại được giải quyết chế độ cho vợ trực tiếp hưởng và cũng là người chăm sóc trực tiếp. Nên là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước về điều này. Bằng tình yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ của người vợ đã giúp ông vượt qua khó khăn của bệnh tật, từng bước ổn định cuộc sống. Với ý chí quyết tâm của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, ông đã bắt tay vào làm kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng quê hương và luôn là tấm gương tiêu biểu, khơi dậy phong trào sản xuất kinh doanh trong cộng đồng. Thương binh Đỗ Viết Lưu ở thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa mất sức lao động 81%. Từ viện trở về địa phương năm 1985, gần 40 năm qua, vết thương sọ não vẫn luôn hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời. Vậy nhưng từ sự hỗ trợ của nhà nước với một suất phục vụ, cùng các chế độ chính sách, cuộc sống của ông luôn ấm no đủ đầy. Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 40 năm nay rồi. Thế nên là nhờ nhiều những cái bà cũng phải chịu khổ lắm. Vì những cái vết thương hành hạ rồi nhiều những lúc mà trái nắng rồi vết thương hành hạ thì khi cáu gắt rồi khi chửi bới hay đánh ấy. Các bà ấy cũng phải hy sinh vì chúng tôi nhiều. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo rất là kịp thời đối với các cơ quan chuyên môn thực hiện, nhất là xây dựng các những cái chương trình kế hoạch và ban hành để thực hiện những cái chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo kịp thời. Và đồng thời cũng thành phố cũng đã chỉ đạo tổ chức tri ân với những cái chính sách với những người có công trên địa bàn thành phố, vào đặc biệt là vào những các cái dịp lễ Tết, những cái dịp kỷ niệm, đặc biệt là đối với những ngày thương binh liệt sĩ ở trên địa bàn thành phố, để cho những các cái đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thời điểm này, trên địa bàn thành phố Lào Cai có trên 6.000 đối tượng người có công và thân nhân, trong đó 204 thương binh, 91 bệnh binh, 10 thương binh nặng trên 81%. Hàng năm, cùng với nguồn ngân sách nhà nước, thành phố cũng huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đời sống của các thương binh, gia đình người có công, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn. Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Nhiều chế độ chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi phù hợp, kịp thời. Việc huy động nguồn lực, kinh phí chăm lo cho người có công ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
mức sống của người có công ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đang quản lý trên 25.000 hồ sơ người có công, trong đó hưởng trợ cấp hàng tháng trên 3.300 người, hưởng trợ cấp một lần trên 21.000 hồ sơ. Ngoài ra, tỉnh hiện quản lý trên 38.600 hồ sơ người tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của chính phủ do cơ quan quân đội và nội bộ thẩm định. Ngành lao động, thương binh xã hội thực hiện giải quyết các chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí. Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách cho người có công, bám sát sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và thực tế từng địa phương, mỗi địa phương đã có một cách làm riêng, thu hút sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và nhân dân cùng vào cuộc trong công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn. Ngoài những các cái chính sách ưu đãi, hỗ trợ người có công theo các cái quy định của nhà nước thì thành phố cũng đã quan tâm và quan tâm đến những các cái đối tượng gia đình chính sách người có công bằng những các cái nguồn ngân sách của địa phương, đặc biệt là các cái nguồn kinh phí từ các cái nguồn tài trợ cũng như là các cái nguồn hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố để chăm lo cho những các cái đối tượng người có công ở trên địa bàn thành phố. Quán triệt cái nội dung chỉ thị số 14 đến tất cả các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, thì qua đấy thì là cái nhận thức của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương đã được nâng lên rõ rệt, thấy rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc chăm sóc hộ gia đình người có công và cũng như công tác người có công. Từ đó thì các địa phương cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động. Từ năm 2017 đến nay, tổng kinh phí chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi hàng tháng cho người có công gần 420 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp một lần cho 7.800 lượt người có công, thân nhân người có công gần 22 tỷ đồng. Thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí cho 1.900 thân nhân người tham gia kháng chiến. Kinh phí thực hiện gần 26 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Cấp 106.289 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, đối tượng chính sách. Tổ chức khám chữa bệnh cho tổng số 317.600 lượt người có công khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2014-2020 đã có 2.680 hộ gia đình được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 96 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 76 tỷ 226 triệu đồng, địa phương 16 tỷ 668 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa các cấp đã vận động được 21 tỷ 400 triệu đồng. Toàn bộ nguồn Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa của cấp tỉnh phân bổ về các địa phương hỗ trợ làm mới nhà ở cho người có công trên địa bàn. Nguồn quỹ cấp huyện, cấp xã sử dụng hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho người có công, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cũng từ năm 2017 đến nay, đã trao trên 133.000 xuất quà cho người có công với kinh phí 42 tỷ 400 triệu đồng. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được nhận phụng dưỡng chăm sóc. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Để mà cái phong trào chăm sóc người có công lan tỏa trong cái thời gian tới thì chúng tôi cho rằng là một là vẫn phải tăng cường cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền ở các cấp. Thứ hai nữa là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Thứ ba nữa là thực hiện tốt cái bản thân cái cán bộ mà trực tiếp làm chuyên môn của ngành lao động thương binh xã hội, chúng tôi cần phải tiếp tục nâng cao cái trình độ chuyên môn hơn nữa để mà phục vụ tốt cho đối tượng người có công được ngày càng tốt hơn. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát triển bền vững chuyên đề lao động xã hội số tháng 7 năm 2022. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.